À, xin chào tất cả các bạn các bạn còn nhớ cái cây uh, cầm nụm nữa không các bạn à, cây này là cây uh, cầm cây bùm sụm nữa các bạn có người gặp, gọi là bùm sụm cầm nụm lắm đó <laughs> à, ngoài bắc hình như nó gọi là trà phúc kiến các bạn ơi thì cái cây này hôm nọ mình có đi bứng rồi mình uh, mình về mình cắt chu lũi rồi mình trồng mình có đăng cái clip các bạn xem rồi đó bạn nào chưa xem có thể vô kênh mình tìm xem lại ha đó, đối với cây cụm nụm thì nó rất là nhanh các bạn đâu mình trồng mới đâu có mấy tháng nay thôi nè giờ nó được vậy rồi à. đó mình làm một cái cây này là cái bay các bạn cái lúc ta mình đi mình đi đạo cái này thì nghe cái người trước người ta trồng người ta nói là lúc đó nằm trong cái chậu các bạn người ta cũng mua về ha trong cái chậu nhỏ á. rồi bắt đầu người ta mới chơi thời gian người ta mới đem trồng xuống đất nè trồng trước xăng á thì nó lên nguyên lầm bự luôn thành ra là nó có cái củ các bạn đó mình thấy cái cây này nó có cái củ cũng hay thì hôm à, nào mình có mua đó sau khi mình về mình cắt lại đó, thì à, mình thấy cái cây này chơi cái cây bay thì nó cũng hay các bạn đó là nó có cái củ đặc biệt là dưới nó có cái củ giống như là cục ngu vậy đó, các bạn đó sau khi mình à, xịt giữa sạch sẽ ra thì à, nó trắng tươi được vậy nè đó là cắt gọn cái bộ rễ nó nữa, nữa thì mới uh, mình bỏ vô cái chậu đó thì cái cây này là mình dự định mình chê nó là cây trực quành các bạn đó, trực quành ha một trực một quành thì cái thân quành nó nằm đâu uh, cũng gần gần mang ngán mình chậu vậy đó đó sau khi mình trồng nó lại thì nó uh, nó lên âm tập nè lúc mình có uống cái clip đầu tiên mà mình uống định hình các bạn mình có, cũng có đăng cái clip cho các bạn xem đó nó lý do là mình mình tải về từ trên cái clip mình đã đăng các bạn xem mình tải về dùng cái công cụ tải nó cũng cùi bắp các bạn ạ thành ra nó không hề nhẹ ha đó thì các bạn thấy sau khi mà mình cắt cái đợt đầu thì mình chỉ uống định hình đó các bạn nó cũng có bạn góp ý cho mình là cây này nè lúc mà mình cắt mình uống thì các bạn nói cái nhánh lên nhỏ xíu uống thì nó bị chết hết à, thật sự thì nó không chết các bạn cái cái, cái cây cộng đồng thì nó rất là mạnh với lại thứ hai nữa là không phải các bạn ơi cây mạnh cái yếu như vậy đó. khi mình uống thì mình vô con kẽm thì cho nó vô con nhôm cho nó êm thiệt êm ha đừng có siết nó quá rồi mình bẻ cũng vậy mình bẻ cho thật là êm thì thì nó sống đó các bạn chứ cái nhánh nhiều cái nhánh nhỏ xíu mà mình uống nó cũng không sao các bạn ơi đó chẳng qua là do mình uống này mình làm mình ăn nêu từ từ nó à, mấy bữa các bạn có bạn thì góp ý nói mình nó là sao mà còn nhỏ xíu gì mà uống thì uh, uống được các bạn dù cái cây uh, nó dễ sống khó sống mình uống vẫn được hết trơn á nhưng mà mình uh, cố gắng mình uống làm sao cho nó thật là nhẹ nhàng các bạn với lại mình quấn thì uh, thì mình đừng có quấn xiết quá các bạn thành ra nó cũng không có đổi ha đó, do cách mình làm thôi thì hôm nọ mình cũng có uống đó thì uh, bữa nay á, thì uh, cái cây này nó đã muốn uh, hoàn chỉnh rồi các bạn thì cái này là cái clip trước nè nhưng mà hôm nay thì uh, cũng có rất nhiều bạn nói với mình là nên làm lại những cái clip mà đã đăng rồi đó thì mình tổng hợp lại cho các bạn xem để các bạn có cái cách mà hình dung ngay từ cái lúc đầu mà bấm cái phôi cho đến cái lúc mà nó thành phẩm đó. đó. thì hôm nay mình có tải về cái clip mà mình đăng rồi bây giờ mình đăng trở lại cho các bạn xem thì cái chất lượng ảnh đó, cái hình ảnh nó hơi bị nhè chút các bạn bạn thông cảm ha đó thì khi mình làm cái này thì mình dùng cái công cụ tải nó không có nó không có mạnh đó các bạn thành ra mình khi mình tải về thì nó giảm bớt cái dung lượng đi đó thành ra là nó không có được nét lắm thành ra là các bạn cũng thông cảm ha đó thì lúc mà mình uống một nước rồi thì bắt đầu là nó vậy nè các bạn đó thành ra là khi mình uống định hình đó, thì đầu tiên các bạn thấy cái cái định hình là cái quan trọng nhất mà cái định hình các bạn nhìn thấy nó, nó, nó rất là xấu ha định hình thì nó có mấy cái cái, cái, cái nhánh leo que thôi đó thành ra khi mình định hình nó thì mới là quan trọng bởi vì mình định hình thì cây nó không đẹp các bạn nó không có thỏa mãn được cái cái tầm nhìn của mình đó anh em nhìn thấy nó không đẹp nhưng mà thực chất có lại lại nó là một cái khung để sau này nó mới là thành những cái chi cành chính các bạn đó cái định hình là quan trọng ha thì từ cái chi cạnh chính đó đó thì mình mới uống ra thêm những cái nhánh xương nhỏ nhỏ nữa thì nó mới kính luôn các bạn đó thì đối với cây cầm nộm này mình uống kính tàn các bạn ơi bởi vì cầm nộm rất là dày nhánh nó rất là nhặt ha mình ra thì mình dự định cây này uống kính tàn luôn đó mặc dù uống kính tàn nhưng mà khi mình nhìn kỹ trong cái xương của nó cành nhánh của nó thì cũng có những cái tay cành mình định hình đầu tiên nữa các bạn đó mà thấy không rõ lại thì khi mình định hình thì ra nó ra chỉ có mấy cái tay cành này thôi thì từ cái tay cành này nữa nó mới sẽ đâm những cái cành nhỏ à, mình tạm gọi đó là những cái xương nhỏ đó các bạn à, nó đâm ra nữa thì cái cây nó mới dày nó mới kính tàn được các bạn nhưng khi nó kính tàn nhưng mà mình nếu mà mình nhìn kỹ vô á nhìn kỹ thì nó vẫn có những cái tay cành chính ở trong các bạn đó thì sau khi mình để được một tháng nữa nè thì nó được như vậy cái cành này là cái cành ngọn đó các bạn mình thả gông nó có đây nó được bự nhiêu đây nó về mình dự định mình cắt một nhiệm ở đây gọi là cắt giật đó các bạn còn mấy cái nhánh nhỏ này mình cũng uống luôn đó mấy nhỏ nhỏ mình uống luôn ha nhỏ này nữa đó mình uống thêm là những cái xương đó các bạn Mà mình nó mình uống mình mình quấn nó thì nó sẽ đâm ra những cái xương vậy đó là mình uống tiếp vậy đó cứ có những cái xương nhỏ thì mình uống ra uống ra giết thì nó mới nhặt nó kính tàn được các bạn đó các bạn thấy cái cành ngọn thì sau khi mình thả rong nó mình nên thả rong nó vậy đó các bạn để cho nó lớn ha đó, ngay chỗ đây mà có hộp hộp mình tính để cho nó lên đây chút nó không lên đây nữa các bạn lên neo bên ha thành ra thôi bây giờ mình cũng dựng cái này lên luôn bây giờ ở bữa nay mình cắt giật cái đây nè các bạn đó này là gọi là cắt giật nha các bạn cắt lại một nhịp ha thì nó thành từ lớn nó chuyển là thành nhỏ đó các bạn đó giờ mình dựng cái đỉnh này lên nuôi tiếp cái này chẳng qua là mình nuôi để cho nó lớn cái phần ngọn đó các bạn lớn cái phần thân ngọn ha chứ không không phải là mình nuôi cao nữa đâu các bạn tới đây là dừng được rồi nhưng mà chẳng qua là mình thả rừng này, cái nhánh này nè đó thả rừng nhánh này cho nó lớn thêm phần ngọn thôi các bạn chứ cái này là không cần lên cao nữa đó mình có thể mình dừng ở đây nè các bạn để nó mình thả một lần này nữa là mình cắt giật luôn Đó, mình cắt ra đây thì cái đỉnh nó sẽ lên tới đây à, chứ không cho lên cao nữa các bạn tới đây thôi thì bên đây những cái chỗ này nè cái đoạn này nó có thể nó đâm nhánh nhánh ra các bạn à, đâm đây ha mình uống được nè đâm bên đây mình uống được nè à, bên đây mình uống luôn thành ra là xác ở trên cái đỉnh là mình uống những cái tay cành cho nó kính luôn các bạn À, thì đối cây cung động thì cái lá nó rất là nhỏ khi mình muốn lá nhỏ nó thì mình cắt nước nó mình lặt lá dài lần thì nó rất là nhỏ các bạn nó nhí nhí luôn ha thành ra mình uống dày á, mình uống nhánh cành nhánh dày á, thì nó cũng vẫn đẹp các bạn nó không có bị rối đâu bởi vì lá nó rất là nhỏ mà cành nhánh nó thì mình cắt tỉa thiết á, là nó khẳng thiệu các bạn lâu ngày nó khẳng thiệu nó rất là già đó thành ra là mình nên uống kính tàn luôn còn cái cành cành này cành cành bay nữa các bạn cành hoành đó thì trực hoành hoành là nó có khoảng nằm ngang cái miệng chậu mình trở xuống đó các bạn chứ nó không có thấp dưới miệng chậu ha dưới miệng chậu thì nó thành cái đổ rồi đó những cái nhánh xương này thì mình uống luôn đó, các bạn thấy hôm nọ mình lắc cái một cái co đây này. thì nó chống lỏng thôi ha à, thì cái gì nó cũng phải thời gian À, mình nói với bạn là thời gian thì nó rất quan trọng mình lúc mình uống ra thì mình nhìn thấy nó không có bắt mắt các bạn nhìn nó xấu quắc thôi nhưng mà một thời gian sau thì nó sẽ đẹp các bạn đâm ra rồi mình uống nó sẽ đẹp chứ mình đừng có thấy là mình uống ra nó xấu cái mình 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 không biết mình nghĩ là nó xấu rồi, là nó làm sao đẹp rồi cứ rối mù cứ, cứ, cứ không biết cái đường nào mà bên ha mình cứ thả nó ra đó được các bạn à, mình định hình cho nó ra đó thôi một tay cành nó ra đó đi rồi từ từ nó sẽ đâm thêm và mình uống thêm chứ là mình không có sợ nó xấu ngay ban đầu đâu các bạn nó ngày xưa mình cũng vậy đó ngày xưa mình cũng khi mình uống thì mình cũng cứ rối mù à uống làm sao cho nó đẹp mà uống một lần đầu thì nó không thể đẹp được các bạn đó thành ra là phải bắt buộc phải uống nhiều lần chờ nó đâm ra nó uống tiếp chờ đâm ra uống tiếp ha thì nó mới có cái cây đẹp được nó quan trọng là mình định hình cho nó thôi đó mình xác định là cây bay cây đổ cây uh, siêu cây trực gì đó ha À, xong là mình định hình những cái tay cành cho nó sau khi nó đâm ra lại bắt đầu mình uống tiếp thì nhiều lần vậy nó sẽ đẹp quá cái cây này là tổng thể nó là gì đó các bạn đó, à, nó là một cái hình tạm giác không đều ha bên đây ngắn nè đó mình uống, uống cái này cho về luôn từ đây nè các bạn đỉnh đỉnh nó tới đây thôi xuống đây bên đây thì nó đây. Oh, dài ra đây một quên dài quên ngắn các bạn đó, nó là một cây bay đó các bạn ở ngoài miền bắc nó gọi là cây trực hoành đó các bạn À, thì những cái chỗ đây nó đâm ra uống cho nó kín luôn nó còn nhiều cái khoảng trống đó các bạn đây nữa nè đó mình chờ nó ra là mình uống cho nó kín tàn luôn dự định cây này mình uống kín luôn các bạn thì cây này chắc mình có thể uống một hai lần nữa thì nó đẹp rồi các bạn đó thì các bạn xem video thì coi sao thì nhớ góp ý cho mình ha đó cái ngọn này mình thả rừng đây sau này mình cắt lại đây nè các bạn thì nó sẽ lớn cái ngọn lên thêm à chỗ đây thì mình cũng có thể uống cho thêm nữa các bạn cái nhỏ này mình muốn luôn ha thì nói chung là mình chịu xiên á mình làm xuyên á mình nó vừa lũ ra mình uống á thì nó nhanh các bạn nó nhanh hơn mà nó lại nó đẹp hơn nữa tại vì nó còn nhỏ đó các bạn đó mình uống cái con ngặt nghèo nó cũng dễ nữa đó sau khi mình để đâu cũng được thời gian thì cái cây nó đâm lá ra thì nó kính hết trơn các bạn đó cái này mình chỉ cần là uống một vài lần nữa thôi thì cái cây này mình nghĩ tầm khoảng hai ba tháng nữa là nó đã hoàn chỉnh đó các bạn à, mình chỉ cần cắt tỉa nó thôi theo một cái khung hình nhất định của mình ngay từ ban đầu nè vậy là xong đó các bạn thì bây giờ mình chỉ còn cắt tỉa với lại cái chỗ nào nó hơi hở đó thì nó đâm ra những tay cành đó là mình mình uống thêm với lại những cái những cái những cái nhánh mà chỗ phần ngọn đó các bạn. Sau khi giờ mình để mình thả từng nó một cái nó đi cho nó lớn một chút rồi mình cắt ngang thì những cái nhánh ngay phần ngọn đó mình có thể là mình uống thêm một vài nhánh nữa là nó kính cái ngọn là được các bạn. đó các bạn xem kỹ thì có thể góp ý cho mình ha. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. À, các bạn xem video cũng nhớ chia sẻ người cùng xem mà nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh của mình phát triển các bạn ơi. Rồi mình xin chào hẹn những cái video tiếp theo nha.